Hello, xin chào quý anh em. Mình đang có mặt tại Đà Nẵng và mình đang ở một cái ổ kéo ghe cũng khá là lớn. Thì ngay bên cạnh con tàu mình đang đứng đây, đây là một con tàu cá thu mua của anh em ở Đà Nẵng ha. Tàu này là tàu của anh Chiến ở Đà Nẵng. Đây anh em, tàu cá của anh Chiến dài 23 mét, rộng tầm 7 mét. Thì mấy hôm rồi là mình ở Đà Nẵng nhưng mà quay clip không có nhiều bởi vì trời rất là mưa. Thì hôm nay thời tiết có phần hơi đẹp lại một tí xíu nên là mình sẽ đi tranh thủ thời gian để quay rất là nhiều tàu cá cho anh em xem. Ơi, tàu cá ghe thu mua dài 23 mét, dễ sợ không anh em? Chạy động cơ Yanma 6LX 750 mã lực nha anh em. Đấy, thì mình với anh Chiến thì cũng có quen nhau. Anh Chiến thì rất là quý cái kênh YouTube của mình, cho nên là mấy ngày rồi qua ở Đà Nẵng thì cũng trò chuyện với anh Chiến rất là nhiều. Anh làm người thu mua theo mua đoàn tàu ghe lưới rút của Hồi Hương Tam Quan, Mỹ Thắng, Mỹ Đức. Đấy, mình sẽ đi một vòng quanh tàu cá toàn bộ của ghe thu mua này của anh Chiến, rồi sau đó mình sẽ lên ở trên ghe và quay chi tiết về các cái khoang hầm cho anh em xem. Dỡ sợ anh em, ghe thu mua nhưng mà dài 23 mét, rộng 7 mét. Thay quạt ha, thay quạt chứ lồng cốt, cái lồng cốt dở sợ, cái lồng cốt luôn. Quay chi tiết kỹ về cái phần mơ lường cho anh em xem nha. Đây phía bên này là phía bên mạng trái của thuyền, phía bên lái anh em. Mình quay tới nghe chỗ cái phần xỏ mũi cho anh em xem thêm một tí xíu nữa. Thì anh Chiến có tâm sự với mình, ghe 23 mét mà ảnh chở tầm 50-60 tấn cá, mà những cái lúc trời gió đây, ảnh đi gió cấp 9, cấp 10 ha. Thường thường là đi gió cấp 6, cấp 7 nhưng mà anh gặp cái đợt gió cấp 9, cấp 10 nè, sóng nó bổ nhổm bê ra khỏi sỏ luôn nè anh em, hai bên luôn, hai bên nó bổ nhổm bê ra khỏi sỏ, dễ sợ. Đó, anh em thấy nghe dọc theo sỏ nó nhổm bê ra hết. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên phần cầu thang, đi lên hẳn ở trên ghe của anh Thắng ở Đà Nẵng, anh Chiến đi, anh Chiến ở Đà Nẵng cho anh em xem. Đây, cái nơi mình đang đứng đây là chính là sát cái trụ cảo, sát với cabin luôn. Đấy, còn phía bên trước hẳn tới đằng trước kia là toàn bộ cái phần bon tàu nè của ảnh ở đây, hầm thứ 7, ba gian hầm là 21 hầm. Có hầm kia là chắc là hầm đựng đồ ha. Đấy, đó, anh em quan sát cái đồ rộng của ghe thu mua 23 mét nha. 7 gian hầm, hầm lắc tít hết. Ở đây ảnh sử dụng muối nước chứ không phải muối khô nha anh em. Ảnh cũng sử dụng cái kiểu muối nước giống như ghe anh em thu mua của Bình Định và thu mua của Phú Yên. Đây,
Đây coi gió sao. Ảnh có tâm sự với mình là đi gió cấp 9, cấp 10 á. Đó, những cái phần be nó bổ nhỡm ra luôn. Gió sao, đi gió cấp 9, cấp 10. Đấy, mình đang ngồi tại cái phần sỏ của tàu. Và quay hẳn ra sau cho anh em xem. Anh em thấy từ cái vị trí của mình ngồi mà ra tới cái cabin nó rất là xa, xa tít luôn. Quá hoành tráng cho một ghe thu mua ha anh em. Trời ơi, cái lớp xe, giữ cái lớp xe vậy trời. Dạ, sợ quá. Ở đây anh quất nguyên một cái cây then cầm chịu cái dai mũi. Cây then này chắc mặt 30 ha, 30 vuông. Quay những cái gian hầm lắc tít cho anh em xem nè. Đấy, mình dỡ lên một hầm, hầm này hầm đựng đồ rồi. Ghê thu mua quá trời, hiện đại luôn anh em. Đấy, quay gian hầm lắc tít cho anh em xem. Hầm này đựng 3 tấn nha anh em. Ghê thu mua này đi tầm 10 người nha anh em. Đi tầm 10 anh em nhân lực. 21 hầm mà mỗi hầm 3 tấn thì anh em tính lên là nó tầm dao động 60 tấn. Đó. Nếu mà muối đúng cái số lượng hầm nào cũng đều 3 tấn hết là nó sẽ nhân lên là 60 tấn ha. 60 hơn 60. Đây mình đi quay một vòng toàn bộ xung quanh ghe rồi mình sẽ vào cái quầng cabin cho anh em xem. Thấy cái ông bồ anh thiết cỡ ở đây đi cam cam eo eo quẹo ra đằng kia luôn. Mình chưa lên một ghe thu mua cỡ cái tầm mà nó lớn và nó hiện đại cỡ như thế này. Bởi vì đặc thù của ghe thu mua của anh em Phú Yên với anh em Bình Định thì chưa có ghe nào làm cái tầm quá 20 mét. Chiếc nào 18 mét, hơn 18 mét là quá ừ rồi. Chiếc này quất luôn 23 mét luôn. Đây mình đang ngồi ở sau lái của ghe thu mua nè, nhìn thẳng tới trước mũi. Bây giờ sẽ vào phía bên trong cái gian cabin, thử ảnh thiết kế cái gian cabin như thế nào. Để phục vụ cho những anh em nghỉ ngơi và sinh hoạt ha. Đây, gian cabin đi vô hướng này. Cabin đẹp lộng lẫy anh em. Cabin cỡ tầm này thì anh em đi làm thì sinh hoạt quá thoải mái rồi. Mời anh em ăn ngủ. Ok, có một cái đèn pin quá tuyệt vời luôn. Đấy, gian cabin nè, nguyên những cái gian cửa nè. Cửa anh đóng chạy chỉ bằng pha hết, đánh bọt ni hết. Rất đẹp. Ở trên trần nè, anh cũng chơi leo phong gỗ hết. Dở sợ cái dàn cabin không? Nội thất trong cabin còn hơn nội thất ở nhà nữa. Nhìn cái chiếc ghe lại biết con chủ tàu giàu cỡ nào rồi. Quá đẳng cấp. Nhìn chiếc ghe thu mua quá đẳng cấp anh em ơi. Ở này cái phản anh chơi tới này luôn ha. Không có cái đường đi qua lại ở cái tầng này. Tầng này anh em ngồi trong này vẫn quan sát ra hẳn ở bên ngoài. Có những cái ô cửa kính đây rất là hợp lý. Ôi ở này còn chơi một cái
cái miếng đẹp 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 ở cho nó đẹp thêm cái tầng lai phong nè. Trời ơi, lộng lẫy quá. Chưa có một cái ghe thu mua nào mà bình lên ở trên ghe mình thấy cái tầm mà gọi là đẳng cấp như ghe thu mua này luôn anh em. Chớ sợ. Ở đây có những cái bảng hiệu của máy phát điện hay là gì nè. Anh chạy cái 6 LX 750 mã lực. Đi qua phía bên này. Làm cái phản ở trên giữa hai bên cả hai đường hành lang đi tới ha. Khu vực bồng lái nè anh em, khu vực ở sau mâm lái rất là rộng rãi, và thậm chí ở đằng này ảnh có thiết kế luôn hẳn một cái nhà vệ sinh cho anh em luôn, có hẳn toilet luôn đúng không anh em? Có hẳn toilet luôn. Và ở sau nè, sau cái gian lái mình thấy là làm nó kỹ, rất là kỹ, đó là quảng đắng leo phong ốp gỗ và có những cái miếng hô văn trang trí ở trên giống như ở nhà, rất là đẹp. Đây mình đang ở trong cái hầm khoang máy của tàu cá anh Chiến ở Đà Nẵng ha. Tàu cá ghe thu mua dài 23 mét, chiêm ngưỡng cái 6LX 750 mã lực nha anh em. Cái dòng 6LX nó có mấy cái này nữa ha. Dòng 6LX nó còn mấy cái E. Cái cỗ máy của dòng Giang Ma nếu mà cùng cái công suất so với những cái dòng máy khác á, là theo mình thấy là cái cỗ máy nó đồ sộ hơn những cái dòng máy khác rất là nhiều. Nhìn cái máy này nó đồ sộ hơn cả cái máy mà 829 mã lực của cái dòng 6AE luôn anh em. Ồ, cỗ máy nó nằm nhìn hùng hậu hoành tráng quá. Mình thích ở đặc điểm của cái dòng máy Giang Ma là nó cái sự thiết kế của nó rất là gọi là góc cạnh, và nhìn nó rất là ngầu. Ở mọi cái chi tiết nó đều có những cái đường sóng lượng ngầu lắm, cỡ cả cái khu vực của bình cắt te nè, cái bình cắt te của cái dòng máy Giang Ma mà theo mình chắc chắn luôn là nó sẽ dày hơn cả những cái bình tắc ke của cái dòng máy Komatsu hay là của Mitsubishi. Bởi vì khi mà mình lấy một cái vật hoặc là cái gì đó mình gõ vào trong cái bình cắt te á, là nó phát ra cái âm thanh rất là đặc đó. Mà đặc biệt là các cái dòng máy thủy thì anh em biết là cái bình tắc ke lúc nào nó không chịu cả cái trọng lượng của cái máy. Mà cái máy này nó nặng đâu có dạng nhẹ đâu, cái máy này nó nặng phải tầm 2 tấn đó nhá, 2 tấn hơn đó nhá. Ở đây anh chạy cái hộp số Nico. Anh em nào xài qua các cái dòng máy thì sẽ biết cái hộp số này ha. Dở sợ, một con tàu trang bị một cái trái tim quá hùng hậu. Đây, cái mạc thương hiệu của Giang Ma anh em. Này hai bồn lọc dầu nè, hai bình lọc dầu của máy, này ba cái bầu lọc nhớt. Bình nước ngọt của máy nè. Nó thiết kế body ôm kích thẳng vô trong máy luôn. Quá đẹp. Quá hoành tráng. Quá đẳng cấp. Một cái thu mua quá dữ. Ở trong khoang máy nè anh em, quan sát là nó sạch tơn à. Hai bên này nó còn rất là rộng, khu vực bình đứng bình đi tới đi lui đây, còn thêm một cái khu vực này nữa. Anh chứa tẹt chứa bồn rồi, rộng quá trời rộng luôn. Càng ra sau lái, thiết kế của những chiếc ghe này là càng ra sau lái nó càng rộng nha anh em. Chỉ ở cái phần dây mũi họ đóng à, bóp mũi để cái mẫu ghe này nó thiết kế để đi mồi lượng gió, đặc biệt ở cái vùng này.
dàn ghe, dàn ghe của máy, bộ ghe có cái bơm nhớt, hệ thống nhớt đẩy ghe. Cái máy này 6 con heo dầu, nó thiết kế rất là body. Nên anh em, hệ thống của cái dàn 6 con heo dầu của cái máy này nó rất là khác. Nó không có rời rạc, có một cái bộ dầu riêng với là những cái máy dàn ma khác anh em ơi. Đấy, cái bộ dầu nó nè, từ ở đây nó lên từng cái nó đi truyền qua trong máy, chứ nó không có một cái bộ dìa tổng. Cái bộ dìa tổng, nếu nó có dìa đi chăng nữa thì nó cũng giấu bít ở trong này luôn. Máy này cái bộ dầu nó thiết kế kín đáo. Bữa giờ mình quay cái dòng máy giang ma, nhưng mà mới thấy cái dòng máy này nó thiết kế cái bộ dầu lạ hơn những cái dòng máy khác rất là nhiều. Ok, xong rồi em, khỏi gỡ luôn, để dỡ sạc. Ok, khám phá xong cái gian hầm máy của anh Chiến, tàu cá ghe thu mua dài 23m ở Đà Nẵng. Vô bỡ đầu rồi. Đây, mình đang ở trên phía trên gian lái của cái lồng gọi là cái tầng trên, nhưng mà anh em quen gọi là cái lồng cu của anh thuyền trưởng á. Nó là cái lồng, chứ thiệt sự là nó đứng cao hơn bình rất là nhiều. Lồng này cao phải tầm 2m. Đây, vào trong khám phá cái gian của anh thuyền trưởng. Nguyên một cái tầng cabin chỉ dành cho thuyền trưởng thôi. Quá dữ. Đẹp không anh em? Quá đẳng cấp cho một con tàu thu mua dài 23m, rộng 7m. Vô lăng trợ lực ta. Gọn à. Này thiết kế đặc trưng của cái dòng máy giang ma. Chìa khóa của dòng giang ma từ xưa tới giờ nó vẫn làm như vậy. Bản đồng hồ tắp lô đặc trưng của dòng giang ma ha. Định vị, định dạng. Anh em thấy cabin của ghe thu mua này như thế nào? Quá đẳng cấp. Ở sau tầng này cũng vẫn còn một cái ô cửa kéo nữa nè. Rồi tới những cái gian tủ. Khu vực này khu vực ngủ. Rất là đẹp. Ở trong này vẫn chơi leo phong gỗ hết nha nè. Leo phong gỗ hết, cách tân cách chỉ rất là đẹp. Quá đẳng cấp. Ồ, ngồi lái này thoải mái lắm anh em. Ngồi lái này quan sát rõ. Đây, mình đứng ở trên và quay xuống cái góc bên dưới của con tàu này. Ok, xin chào và xin tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em ở một video tiếp theo về những con tàu cá của anh em làm nghề lưới quay ở Bình Định và một số tàu cá ở Đà Nẵng. Mình sẽ cố gắng quay thật là nhiều cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ đi khám phá những cái con tàu khác sẽ rất là hấp dẫn tiếp theo cho anh em xem.